Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 4 cùng uống rượu, hồi 1. Ngày 13 tháng 9 năm cảnh thái 33, 6 ngày trước chính biến, dưới chân núi Nộ Thương. Sáng sớm ngày 13 tháng 9, dưới ánh bình minh, triều đình chỉ định đại quân đầu tiên đến Nộ Thương đội binh mã này bắt đầu từ thiên thủy, tổng cộng tam vạn kỵ binh, người phụ trách là tân nhiệm đô chỉ huy sứ thiên thủy, tứ phẩm tổng binh Trần La Sơn. Thiên thủy, Bình Lương, dịch mã quan là tuyến đầu tiên triều đình diệt phỉ, ba nơi phòng thủ giống như sừng, vây kín nộ thương. Sau nửa canh giờ, tổng binh Bình Lương, dịch mã quan, mỗi bên xuất hai vạn quân, cũng đã đuổi đến nơi, hội hợp cùng quân thiên thủy. Triều đình chân áp vùng bụng quân địch, tất có thâm ý, quả nhiên không đến buổi chiều, xe pháo thần võ ngọc môn quan cũng đã đến. Trọng pháo đóng giữa trường thành, dùng để chấn biên phủ viễn, ngoại trừ đại chiến năm cảnh thái 14, đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua được sử dụng trong nội chiến. 256 khẩu pháo được đưa vào trận chiến, sức mạnh đáng kinh ngạc. Rất khác với sự thô sơ của những chiếc máy bắn đá bay lên trời thả vật xuống. Pháo hạng nặng gọi là thần võ đại pháo, Pháo nhẹ gọi là toàn phong pháo, lưu tinh pháo, pháo nhẹ thì mấy chục cân, nặng thì mấy trăm cân, đều do giám khí quân chế tạo, từ thời khai quốc thái tử Lê Trừng của giao chỉ truyền lại, chế pháp là cơ yếu của triều đại này, ngoại trừ các viên quan quan trọng không ai được xem thêm. Pháo được nạp đạn ở phía trước, châm lửa bắn từ sau, hỏa lực có sức nổ mạnh, sau khi tàn phá cửa trại, phối hợp kỵ binh xung phong, uy lực sát thương cực lớn. Tính từ hôm qua đến đêm hôm nay, tổng cộng, cộng có 4 lộ quân mã đã tới. Cộng lại 12 vạn đại quân. Trước đêm trung thu tháng 8, liễu ngang thiên phản quốc, đại doanh tam vạn quân mã kinh thành và vùng lân cận xông vào Bắc Kinh. Hai bên chiến đấu kịch liệt một hồi, hoàng đế bắt vô số thân tín liễu môn, cơn giận của bệ hạ còn chưa nguôi, lại không đến ba ngày lại nhận được tin báo không rõ nguồn gốc, nói trong tay nộ thương sơn cầm ngọc tỷ, bất cứ lúc nào sẽ lập hoàng đế mới, khiêu chiến Bắc Kinh tin tức truyền ra, hoàng đế sợ hãi bất an, vô vô số gián điệp liền đã chạy tới Tây Cương, điều tra tin tức là thật hay không, quân mã thiên hạ lập tức chờ đợi mệnh, chỉ cần tra nhận vô cùng xác thực, lập tức chuẩn bị Tây Trinh. Nửa đêm ngày 12 tháng 9, hộ dung hầu cao gia ở An Huy đã thả chim bồ câu truyền tin, đàn bồ câu tám chạm tiếp sức, trở lại Bắc Kinh, nói Ngọc Tỷ và cô Nhi Liễu Gia đã gia nhập nộ thương thánh thượng cuồng nổ, lập tức hạ chỉ trinh phạt nộ thương, thề san bằng sơn trải, bắt sống tần trọng hài. Quân mã tiền tuyến Tây Cương đã bao vây sơn trải, 12 vạn quân này bất quá mới chỉ là tiên phong, chủ lực thực sự xuất phát từ kinh thành còn chưa tới, sáu lộ đại quân kế thần sách, phượng tường, hùng phi, uy biên, ninh viễn, xích lân. 20 vạn ngự lâm cấm quân suốt đêm xuất phát, hiện đã thông qua hồ lao quan, sẽ đến vào trạng vạng ngày 19 tháng 9. Trận chiến này liên quan đến sở hữu hoàng quyền, thực sự là việc quan trọng nhất của quốc gia, sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của cả quốc gia để chinh phạt. Ngay cả quân mã canh giữ trường thành cũng đã triệu hồi, quân mã hùng hậu, trong 30 năm qua hiếm thấy, nếu không thể một lần bình định loạn phỉ, hoàn toàn tiêu diệt yêu hỏa, hoàng đế tuyệt không bỏ qua. Trăng sáng trời yên tĩnh, doanh trại san sát nối tiếp nhau dưới chân núi nổ thương trong xoáy chướng tiếng cười đùa không dứt bên tai trong trại giết heo giết dê như nước chảy yến hội trong trướng có mấy viên đại tướng đang ngồi nói chuyện ầm ĩ thần thái vui vẻ lại chỉ có một tướng lãnh không nói một lời nhìn ông cúi đầu bất động càng không nhúc nhích cầm rượu ăn uống mặt lộ vẻ cay đắng giang đề đốc tiếng phổ thông cuốn lưỡi vang lên lạnh lùng thốt trần đại nhân an bài như thế ngài có dị nghị gì không? Nghe nói chuyện, Giang Đề Đốc ngừng đầu lên, nhìn nam tử trước mặt, người nói chuyện họ Phùng, tên một chữ chỉ, lớn lên là đầu trâu mặt ngựa. Phùng chỉ kia uống rượu, lau đôi môi đầy dầu mỡ, lại nói, Giang Đề Đốc, an bài quân mã của ngài làm tiên phong, ngài rốt cuộc có dị nghị gì không? Giang Đề Đốc là Đề Đốc Thiểm Tây Giang Dực, sư đệ của Thái tử Thái Sư Giang Sung. Trong số binh mã bao vây nộ thương, hùng mạnh nhất chính là thân quân của Giang Hệ do Giang Dực chỉ huy. Viện quân ở con đường này gần trong gang tắc, đóng quân xung quanh thiểm cam, tổng cộng hơn 5 vạn người, là chủ lực thảo nghịch chính. Trình phạt nộ thương, tiên phong đó là chịu chết, Giang Dực sắc mặt xanh mét, không khỏi tránh né ánh mắt của phùng trị kia. Chỉ là phùng trị không chút nào thả lòng, thúc giục hắn hết lần này đến lần khác, nghe hắn nói. Giang Đề Đốc đừng quay lưng với người xa ngàn dặm. Nếu không phải khâm sai Trần Đại Nhân của chúng ta một lòng đề bạt ngài, sao có thể đề ngài thủ hạ đánh trận thứ nhất? Ông ta có tâm đề bạt ngài, ngài đừng không thức thời. Nghe được hai chữ đề bạt, sắc mặt Giang rực tím tái, tức giận đến không nói nên lời. Nghĩ đến Giang gia hắn uy chấn thiên hạ, huynh đệ được Hoàng đế hết lòng tin tưởng, sớm là quốc chi trọng thần từ trước đến nay chỉ có hắn đề bạt người khác khi nào lại được ai đề bạt giang rực hít một hơi thật sâu kìm nén cơn tức giận nói đa tạ ý tốt của khâm sai trần tổng binh nơi này có nhiều anh hùng vị trí tiên phong ta không dám ngồi vẫn là nhường cho các ngươi đi phùng trí kia hắc một tiếng nói giang đề đốc ngài đừng từ chối quân lệnh như núi nhắc tới quân lệnh là không còn đường sống cứu vãn giang rực lắc đầu nói Phùng Huynh không cần nói nữa, xin thứ cho Giang Mỗ không thể đáp ứng, nếu muốn công kích địch nhân, chúng ta đồng thời xuất phát. Không cần phân trước sau, Phùng Chí sắc mặt khó coi, nhưng chưa kịp tức giận, liền nghe một tiếng cười lạnh, để đốc đại nhân, người có gì bất mãn, cứ nhằm vào Trần Mỗ ta được rồi. Giang Dực ngưng mắt nhìn lại, người nói chuyện họ Trần tên La Sơn, là chức quan tổng binh, người này chính là khâm sai trong miệng Phùng Chí thấy hắn không khỏi liếc xéo nhìn mình, rất có ý khiêu khích. Hạng người thật giả lẫn lộn, Trần La Sơn này không phải xuất thân liễu môn, cũng không liên quan đến giang hệ, là quan quân bảy ngày trước hoàng đế thăng nhiệm. Giang dực trước đây căn bản không biết người này. Hắn đẻ nén cơn tức giận, không để ý tới, khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói, các ngươi nghe cho kỹ, thiên hạ ngoài thánh chỉ, binh mã thiểm cam chỉ nghe mệnh lệnh thái sư, lời nói của các hạ xin thứ cho Giang Mỗ không thể phụng mệnh. Trần La Sơn đập chén rượu xuống đất, hét lên, Giang Đề Đốc, người phụ trách doanh trại này là ta, Tân nghiệp Đô chỉ huy sứ Thiên Thủy, Thiên Tử không sai Trần La Sơn. Người nói như thế, không sợ phạm thượng sao, đối phương thần thái ngạo mạn, từ khi vào chiều tới nay ít thấy, Giang rực dưới cơn tức giận, nhất thời sắc mặt tái mét, lập tức đứng dậy, nhìn Trần La Sơn bằng ánh mắt tức giận ngồi xuống cho ta. Người không sợ quân pháp sao? Trần La Sơn tức giận ngầm lên, thượng phương bảo kiếm rút ra, hắn muốn một lần áp đảo Giang Dực. Trước thượng phương bảo kiếm, Giang Dực vẫn chưa khuất phục ổ, loại thần khí này Giang ra có rất nhiều, đó là bảo đao trong tay mình. Đó là con dao găm bên hông, cái nào không phải là lễ vật của hoàng đế ban cho. Hắn cầm chén rượu lên, đập mạnh xuống đất, lành lạnh nói, họ trần, lúc giang gia ta xưng bá triều đình, ngươi ở nông thôn ăn mày, còn không biết đang mồi xổm ở nhà thù nào đó, chữ sợ giang gia ta cũng không biết viết thế nào. Trần La Sơn không nhịn được loại ác khí này, nhất thời giống giận liên tục, người đâu? Áp hắn lại cho ta. Doanh chướng trăm binh lính cầm binh đao trong tay, đều lao tới bắt người. Giang rực tay ấn chui đao, thoáng chốc sau lưng xoát xoát mấy tiếng, mười phó tướng giang hệ rút đao ra khỏi vỏ. Tình thế nghiêm ngặt, hai bên dương cung bạt kiếm, Trần La Sơn tức giận muốn điên, sai người giữ nghiêm doanh trướng, không được bất luận kẻ nào rời đi. Liền vào lúc này, hai gã lão tướng sốc trướng tiến vào doanh trại, người bên trái cao mười thước, mặc áo giáp vàng, lại là tống công mại, bên phải người nọ cực kỳ thấp bé, hắc giáp đầu bạc, đúng là cao thiên huy. Phủ viễn tứ ra hai đại tông chủ bước vào doanh trại, liền thấy hai bên nghiến răng nghiến lợi, sẵn sàng giết nhau, Tống Công Mại Hoàng nói, làm gì vậy? Đối đầu kẻ địch mạnh, là thời điểm chúng ta nắm tay đồng tâm, các ngươi đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy Giang Dực và Trần La Sơn tức giận nhìn nhau, hỏa khí mười phần, Cao Thiên Huy vội vàng dẫn các đệ tử của mình tách ra giữa hai bên, Tống Cao hai gã lão tướng từng người trấn an, đều khuyên giải an ủi. Thật lâu sau, thật lâu sau, hai bên rốt cuộc phóng hạ đổ đao, chỉ là vẫn không muốn nói chuyện với nhau. Tống công mại đỡ đầu vai Giang Dực, hòa nhã nói, Giang đề đốc đừng tức giận, mọi người cùng uống chén rượu, giải hòa đi. Giang Dực quay đầu đi chỗ khác, phất phất tay, thấp giọng nói, không cần, mặt tướng có chút mệt mỏi, tước ra ngài tự uống đi. Nói cũng không quay đầu lại, tự mang theo thuộc hạ rời đi. Phùng chị kêu lên, đề đốc đại nhân, ngài nên tuân theo thỏa thuận chuyện này. Thấy Giang Dực rời đi mà không quay lại, Cao Thiên Huy vội vàng hỏi, hắn sao lại trở nên tức giận như vậy? Phùng chị cười gượng nói, cũng không có gì, chúng ta có lòng tốt, nhường vị trí tiên phong cho quân mã tiềm Tây, để họ giành được công đầu, nào hiểu được tiểu tử này cậy vào thế lực ca ca hắn, chính là không biết ý tốt của chúng ta. Trần La Sơn cười lạnh nói, còn không phải sao? Thật là vô liêm sỉ. Đã là lúc nào rồi? hắn vẫn cho rằng nhị ca hắn còn cái rắm gì được sử dụng sao nghe được tình hình thực tế như thế cao thiên uy cong cong khóe miệng đưa mắt ra hiệu với tống công mại hai gã lão tướng không nói gì trong lòng lại âm thầm lắc đầu nơi muốn đánh trước mắt không phải nơi khác mà chính là tổng trại khó tấn công nhất thiên hạ nội thương đội tiên phong đó là đội cảm tử nhóm người trần la sơn muốn lấy tính mạng của người ta làm chỗ đệm lưng chẳng trách sẽ ồn ào như thế này triều đình đại loạn, liễu ngang thiên đã chết, giang sung, giang dực thú tử hồ bi, giang đề đốc dẫn thuộc hạ trở về tổng trại của mình, chúng tướng biểu tình buồn khổ, từng người hồi doanh nghỉ tạm, một đường không nói chuyện. Thành ngữ thố tử hồ bi thỏ chết cáo đau lòng, khi thỏ đã chết đi, cáo cảm thấy buồn, cũng như vì cảm thấy bất hạnh đau xót về cái chết của đồng loại. Giang gia tam huynh đệ, đại ca sớm chết, người thứ hai là Giang Sung, người thứ ba là giang dực trong ba người giang sung là người có kiến thức sâu xa nhất quyền mưu tối cao nhưng xét về chiến trận thì tam đệ giang dực là người xuất sắc nhất người này tinh thông trận pháp binh mã thành thảo chính là một trong những danh tướng đương triều từ sau khi tần bá tiên chết càng vì triều đình trấn thủ tây cương mấy chục năm cũng không có tổn thất lớn mấy tháng trước một hồi chiến đấu kịch liệt với nộ thương đại quân sát kim và lục cô chiêm liên thủ giáp công, giang dực vẫn có thể thông dong điều hành. Đại quân tuy bại nhưng đủ thấy người này rất có thật tài thực học, chắc chắn không chỉ là tên hề gặp may. Giang dực ngồi một mình trong doanh trướng, hâm một bầu rượu một mình uống. Hắn không thể lường trước đến hôm nay nhập vào doanh trại lại phải nghe một trận chửi. Nghĩ đến Trần La Sơn bá đảo, phùng trị khinh bạc, Giang Dực oán hận đấm một quyền ở trên bàn, nước mắt trào ra. Sau thám án liễu môn, hoàng đế long tâm ngờ vực, không hề trọng dụng cựu thần trong triều nhị ca Giang Sung từ đây mất quyền lực. Hắn thân là sư đệ của Giang Sung, nhận lệnh xuất trinh chiến này, trở nên thành càng dễ bị bắt lỗi. Nhớ tới huynh trưởng tình thế nguy kịch, những năm tháng phú quý đột một kết thúc, con đường phía trước sợ là vô cùng gian nan gập ghềnh Giang rực che mặt, không khỏi khẽ khóc lên giang đề đốc đừng khóc ta uống cùng ngươi một giọng nói trầm thấp chưa từng nghe thấy phát ra từ ghế đối diện uống một chén trong doanh trướng bỗng nhiên có khách không mời mà đến giang rực chấn động vội vàng buông đôi tay trợn mắt nhìn bàn thấp đối diện hai ánh mắt rực lửa đến từ phía đối diện ánh mắt to rõ ràng phóng tới đối diện một đại hán đang ngồi nghiêng vai một tay đặt trên bàn khóe miệng khẽ cong liếc nhìn hắn thần thái bễ nghễ, mũi cao bắt mắt, giang dực thấy người này mặt đầy dâu, ước chừng khoảng 30 tuổi, mái tóc đen dày, hai mắt không cần trợn lên, uy thế liền đã thập phần dọa người, hắn nhớ không nổi trong danh trại có vị quan tướng nào tướng mạo uy vũ bậc này, lập tức hỏi, các hạ, các hạ là ai? Người nọ cười hắc hắc, vuốt sợi tóc rối ra khỏi chán, thoáng chốc lộ ra một chữ tội đỏ, giang dực toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn chân trái hắn. Quả nhiên nhìn thấy chiếc chân giả bằng sắt, thoáng chốc kinh hoàng thất thố, đang muốn lớn tiếng kêu cứu, bỗng nhiên cổ họng chợt lạnh, bị người ta dùng dao nhỏ khống chế. Giang Dực quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị hòa thượng ẩn nấp sau lưng từ lúc nào, khuôn mặt hiền hòa, lại không biết là ai. Giang Dực tự biết sinh tử tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ lúc này, lập tức không màng tất cả, đẩy cương đao ra, lao về phía cửa doanh trướng đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, ngoài trướng có một người đi tới, lại là một văn sĩ nam tử, nhìn hắn đeo mặt nạ không ai khác chính là hữu phượng nộ thương sơn đường sĩ khiêm. Giang rực khớp hàm run rẩy, đang định rút đao ra, lại có một con bàn tay to ruỗi tới đoạt lấy binh khí của hắn một cách nhẹ nhàng khéo léo, người nọ diện mạo đường chính, thân hình thật lớn, không ai khác chính là khí trùng tắc bắc sát kim thạch cương. Trước có lang, sau có hồ giang rực trong lòng ảm đạm tự biết khó thoát chết khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ thấp giọng nói chư vị hảo hán thỉnh dơ cao đánh khẽ thường tại hạ một nhát thống khoái đi nói nhắm mắt lại rơi hai dòng nước mắt buồn bã dù thế nào đi nữa nhị ca đã gây ra cái chết thảm cho cả nhà tần gia chết dưới tay tần trọng hải còn hơn bị trần la sơn phái làm bia đỡ đạn giang rực rơi lệ đầy mặt không có ý chí sống sót chỉ chờ diều hạ xuống liền tính là một hồi giải thoát chờ đợi hồi lâu dao mổ của đối phương lại chậm chạp không uống cổ huyết giang rực mở hai mắt nhìn kẻ thù truyền kiếp trước mắt thấp giọng hỏi nói tướng quân thân thế khó khăn gia môn bất hạnh giang gia huynh đệ ta khó mà trốn tránh trách nhiệm khó khăn có thể vi phụ báo thù chấm dứt ngươi ta hai nhà ân oán vì sao chậm chạp không hạ thù tần trọng hải nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng ở trên người hắn xoay chuyển lại không biết có dụng ý gì giang rực trong lòng âm thầm kinh sợ sợ rằng mình sẽ phải chịu đủ nhục nhã trước khi chết lúc hắn đang hoảng sợ chợt nhìn thấy tần trọng hải nâm bầu rượu lên rót cho mình một chén nhàn nhạt, nhạt nói giang đế đốc đều nói con người trước khi chết lời nói thường thật lòng ngài có thể nói cho tần mộ biết không các hạ hổ lang thiên tính vừa rồi uống rượu một mình sao lại rơi nước mắt giang rực cắn nát sang cửa nâng chén uống những giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra trong mắt tần trọng hải cũng giơ tay tự mình uống một chén nói trong mắt rơi lệ nếu không phải trong lòng sợ hãi thì là không cam lòng để đốc đại nhân ngài đã ngay cả chết cũng không sợ chẳng lẽ là hận ai sao giang rực ở trong triều đã lâu đã từng nghe đến đại danh của tần trọng hải nhưng hai người một là đại tướng Giang Hệ, một là anh Hào Liễu Môn, chính mình lại đóng quân ở Tây Cương đã nhiều năm, hai người tuy ở trên chiến trường đã giao thủ nhưng đêm nay là lần đầu tiên đối diện nói chuyện. Giang Dực âm thầm đánh giá tổng soái nổ thương trước mặt, chỉ cảm thấy người này không kiêu căng ngạo mạn như lời đồn, ngược lại trong ánh mắt có loại uy thế sâu không lường được, áp bách đến chính mình khó có thể thở nổi. Mắt thấy Giang Dực cúi đầu rũ mắt, mắt nhìn bàn trà, khóe miệng mang chốt buồn bã. Tần Trọng Hải đưa mắt ra hiểu, chỉ quan sau lưng cầm bầu rượu, rót rượu cho Giang Dực. Một lúc lâu sau, chỉ nghe hắn thấp giọng nói, Gia Huynh tuy là gian thần trong miệng người thiên hạ, nhưng tại hạ chỉ là kẻ vũ phu, đối với việc chính trị không yêu thích lắm. Tần Trọng Hải mỉm cười nói, Giang Đề Đốc là người có bản lĩnh, tại hạ đương nhiên biết được. Giang Dực nghe cường địch khen ngợi chính mình đối lập với Trần La Sơn hung bá, càng thêm cảm thán. Hắn trầm giọng nói, người trước đây vốn là quan tướng bồn chiều, cũng nên biết tâm nguyện của võ nhân chúng ta, kiếp này nếu không thể chết ở nhà, thì cũng mong vì nước nguyện trung thành, ra ngựa bọc thây. Trong lòng võ nhân chúng ta sợ nhất hận nhất chính là lo lắng chết tại Tần Trọng Hải thở dài, tiếp lời nói, tại Pháp Trường. Trường 4 cùng uống rượu, hồi 2. Giang rực mạnh mẽ gật đầu, nhất thời nước mắt lăn dài, cắn răng nói, chết trong tay cường địch, dù sao cũng là chết trận xa trường, giang mẫu mặc dù chết không hối tiếc, nhưng nếu chết dưới tay đám hạ lưu trộm gà trộm chó kia, giang mẫu thà rằng hiện giờ ngừng cổ chờ chém. Từ xưa võ tướng khiến cho người ghen tị nhất chính là Quách Tử Nghi. Người này sinh thời quân vương tin sùng, sau khi chết bá tánh truy điệu, khi lâm trung thất tử tám tế tiễn đưa, tang lễ trọng thể là quan tướng đệ nhất đẳng Kém chút nữa là như địch thanh, người này lực kháng đại liêu, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tuy không bá tánh nào cùng khóc khi lâm trung nhưng sinh thời quân thần địch quốc kính sợ, sau khi chết tất cả quan lại triều đình đến tưởng nhớ, có thể nói tuy chết vẫn còn vinh, tính đến là xếp hàng thứ hai. Kết cục tồi tệ hơn là đại hán Lý Lăng, người này đầu hàng hung nô, võ đế xử trảm cả gia đình, hắn là mục hán thiên tử lại sống bình chết thu. tuy rằng cuối cùng cô tịch chết già tha hương nhưng trước khi chết có người trong lòng phiên bang làm bạn hung nô khả hãn khóc thương tính ra cũng không quá tệ đệ nhất đảng lễ tang trọng thể đệ nhị đảng oanh oanh liệt liệt đệ tam đẳng cô đơn tịch liêu nhưng thật muốn nói đến đau đớn muốn chết chết không nhắm mắt là sống sờ sờ bị tra tấn đến chết cơ hội báo thù cũng không có trước khi chết hoàng đế xét nhà, thiên hạ bá tánh mắng, sử gia tuyệt bút vung lên, lưng đeo thiên cổ bêu danh. Cách chết như thế, bắc tống nhạc võ mục chính là đại biểu, khi chết không rõ ràng, đầy ngập bi oán, tuy trăm ngàn năm sau có thể sửa lại án xử sai, nhưng sớm thành thi cốt ngàn đoạn nhỏ vụn, lại muốn hắn như thế nào biết được. Tần Trọng Hải lặng lẽ nói, Giang Đề Đốc, bây giờ ngươi đã hiểu nỗi đau của tiên phụ ta sao? tần bá tiên cả đời ngựa chiến lại bị quốc gia bỏ rơi giang dực toàn thân chấn động lập tức nhắm hai mắt thấp giọng nói cái chết của lệnh tôn tội của huynh đệ giang thị không thể tha thứ oan có đầu nợ có chủ có thể chết ở trong tay ngươi giang mỗ xem như chết có ý nghĩa thỉnh xuống tay đi tần trọng hải gật đầu nói được vì lời này của ngươi tần mỗ sau khi giết ngươi sẽ không tìm hậu nhân nhà ngươi báo thù Giang rực nghẹn ngào nói, vậy thì đa tả, nói hai đầu gối quỷ xuống đất, nằm xuống cạnh bàn, duỗi dài cổ chờ bị chạm. Tần Trọng Hải nhận cương đao từ tay sát kim, yên lặng nói, Giang đề đốc, sau đao này, người ta lại không thù hận, từ đây không quen biết lẫn nhau, người làm được không? Giang rực cúi đầu xuống đất, biết rằng sau một cơn đau nhói ở gáy, đầu thân của mình sẽ chia lìa. Nhất thời khe khẽ nức nở, toàn thân run rẩy bản không thể trả lời. Tần trọng hải thở dài, thoáng chốc dương đao dựng lên, một tiếng quát nhẹ, cương đao trọng chạm thẳng xuống. Giang rực cắn chặt răng, trong thoáng chốc, trong đầu hiện lên tất cả cảnh tượng sau khi chết, đủ loại địa ngục nghiệp báo, luân hồi truyền thế, vào lúc này đều rất rõ ràng, cả đời hưởng dụng Mỹ thực món ngon bất tận, tuyên dâm tiết dục kiểu nhu Mỹ nữ, tại đây một khắc tất cả đều trở nên mơ hồ phảng phất cảnh trong mơ mê võng, rốt cuộc nhớ không nổi nửa phần tư vị. Vang một tiếng, sau cổ đau nhức, máu tươi phun ra, giang rực bật khóc, giữa sự đau đớn và sợ hãi, một mùi nước tiểu bốc ra từ doanh trướng, hảo hán nộ thương chứng kiến, vị đế đốc thiểm Tây này thực sự đã mất không chế. Giang rực chưa chết, cổ cũng chưa gãy, hắn ngã xuống đất, mắt như cho tàn, ngơ ngác nhìn cương đao vỡ vụn trên mặt đất, hắn lẩm bẩm tự nói, như bi ai khóc lóc, lại như sám hối, thật lâu sau thật lâu sau vẫn không thể đứng dậy. Thạch cương mồi xổm xuống, dùng đôi tay to nắm người giang rực, không ngừng siết chặt, nội lực khắp nơi khiến hắn dần lấy lại sức lực, chỉ quan đưa tay đỡ hắn đứng dậy. Mắt thấy hảo hán nộ thương nhìn chính mình, giang rực rên rỉ muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại phát ra tiếng nôn mửa, lại lần nữa quỳ dạp xuống đất, tại chỗ nôn ra rất nhiều uế vật thanh y tu sĩ tinh thông y đảo, tự biết hắn chấn kinh quá mức, lập tức lấy ra ngân châm, đâm vài mũi vào giái tai để chấn tâm ninh thần, đồng thời xoa nhẹ ngực bụng hắn để giảm bớt sự khó chịu. Thạch cương bế giang rực lên để hắn ngồi xuống bàn, chỉ quan châm trà nóng, đưa lên môi đỡ cho hắn uống, giang rực đi một chuyến từ chết đến sống, trong lúc nhất thời cảm giác như bị sét đánh, nhất thời chỉ có thể cúi đầu rơi lệ, cũng không biết nên nói gì liền vào lúc này thân binh ngoài doanh chướng kêu gọi để đốc đại nhân ngài làm sao vậy giang rực khụ một tiếng nỗ lực kêu lên ta ta không không có việc gì ngươi đừng làm phiền dưới cơn mê muội mồm miệng không rõ khả năng ngôn ngữ bị mất đi rất nhiều lại có chốt không có nhận thức Tùy nói như thế giang rực rốt cuộc trị quân nghiêm cần chắc chắn an đạo kinh không thể so sau so vài lời phân phó vài tên thân binh không ai dám nói một lời, từng người thối lui. Người nộ thương thấy hắn thông minh thức thời, đều khẽ gật đầu. Giang dực lắp bắp không nói nên lời, nhìn tần trọng hải, nước mắt lăn xuống, lẩm bẩm ngươi. Không, không giết quá đến thật lâu sau, vẫn là thở hổn hển không thôi, khó có thể nói được. Tần trọng hải khẽ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt giang dực, hòa nhã nói, giang đề đốc, ngươi đã chết một lần từ đây tần gia cùng giang gia ngươi không ai nợ ai chỉ cần ngươi không tới hại huynh đệ ta anh hùng nộ thương sẽ không làm hại già trẻ giang gia giang rực khóc dòng nói ta đa tạ tần trọng hải khẽ mỉm cười nói để đốc không cần cảm tạ ta tần mộ giết người như ma tuyệt không nửa phần lòng dạ đàn bà tối nay bỏ qua cho tánh mạng các hạ đều có dụng ý của ta hắn nâng chén lên chạm nhẹ vào chén trà của Giang Dực nói thành thật mà nói ta lẻn vào doanh chứng triều đình là vì muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi chúng ta có thể cùng nhau thương thảo đại kế thiên hạ Giang Dực a à một tiếng hắn chuyến này phụng mệnh tiến đến Tây Cương chính vì tiêu diệt nộ thương nói đến hai bên oán cũ chưa giải tân thù càng tăng hắn nhìn Tần Trọng Hải kia bị cắt đứt chân ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không biết hắn có dụng ý gì Tần Trọng Hải đưa mắt ra hiểu, thanh y tu sĩ tiến đến ngồi xuống, chậm rãi nói, Giang Đế Đốc, chúng ta nói rõ, cục diện triều đình đại loạn, tình thế các hạ khó xử, chúng ta muốn thỉnh ngươi gia nhập nộ thương. Giang Dực nghe được lời này, giống như bên tai vang lên một tiếng sét đánh, hắn há to miệng, cả kinh nói, các ngươi. Các ngươi điên rồi sao? Giang hệ và nộ thương là kẻ thù truyền kiếp, hai phái nhân mã ngươi lừa ta gạt đã tranh sát lẫn nhau suốt một thế hệ mắt thấy mọi người nộ thương ánh mắt nghiêm nghị tựa như không phải nói đùa hắn cười gượng vài tiếng nhớ tới nhị ca ở chiều làm quan chính mình nếu muốn tạo phản tất nhiên liên lụy hắn giang rực hít sâu một hơi từng câu từng chữ chậm rãi trầm thấp lắc đầu nói chưa vị anh hùng tại hạ tuy rằng bất tài cũng sẽ không bất nghĩa hãm gia huynh các người nếu muốn mượn tay giang mẫu hại chết gia huynh xin thứ cho ta không thể đồng ý thanh y tú sĩ thở dài nói giang đề đốc dụng ý chúng ta không phải giết chết giang thái sư lệnh huynh xưa đâu bằng nay ăn bữa hôm lo bữa mai không đợi hảo hán nộ thương giết hắn hắn cũng sẽ không còn nhiều ngày nữa giang rực hắc một tiếng nhị ca giang sung hiện nay tuy không được hoàng đế coi trọng nhưng hắn cơ nghiệp thâm hậu dù sao cũng là lão thần triều cảnh thái sẽ không đến nỗi xét nhà diệt tộc Lắc đầu nói, lời này của các hạ không khỏi quá cường điệu. Già huynh tuy không còn ảnh hưởng triều chính, nhưng vẫn dư sức tự bảo vệ mình, ai có thể giết hắn? Chợt vào lúc này, Thạch Cương từ trong ngực móc ra một cuộn giấy nhỏ, chỉ dài rộng bằng ngón tay út, nhưng lại bị gắn xi. Giang Dực lắp bắp kinh hãi, tờ giấy đó là báo cáo khẩn cấp của Giang hệ, nhìn như là thư tự viết tay của nhị ca. Hắn vội vàng mở cuộn giấy ra, cúi đầu xuống đọc, thoáng chốc lệ nóng doanh chồng, khóc dòng nói, nhị ca, nhị ca muốn phó thác đại thanh cho ta. Vậy thì chính hắn, thanh y tu sĩ thấp giọng nói, giang đề đốc, muốn giết lệnh huynh tuyệt không phải hào hán nộ thương, cũng không phải hoàng đế cảnh thái. Vài ngày nữa, chính biến sẽ xảy ra ở Bắc Kinh, tân hoàng sắp phục hồi. Đến lúc đó lệnh huynh thân là đại thần phụ tá đệ nhất vương triều cảnh thái chắc chắn sẽ phải chịu xét nhà diệt tộc. Giang Dực nghe vậy, sắc mặt đại biến, run giọng liền nói, đây, đây là âm mưu của ai? Quần hào nộ thương nhìn nhau, đều thở dài. Tần Trọng Hải nhẹ giọng nói, người nọ bụng giả khó lường, cố ý nhất cử đánh bại người đối địch thiên hạ. Hắn trước mượn tay Giang Sung diệt Lưu Kính, sau lại mượn tay Hoàng đế diệt Liễu Môn, hiện giờ chính Giang Sung một bàn tay vỗ không vang, đã là tự thân khó bảo toàn. Giang đề đốc, người nếu không giúp tần mỗ lần này, chờ lệnh huynh ngã xuống, mọi người đều sẽ chịu chết. Giang rực bất an, lúc này mới hiểu tại sao tần trọng hải lại muốn hắn dẫn quân gia nhập nộ thương. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài doanh trại, Hoàng thanh nói, người muốn ta lên nộ thương, việc này không khó, nhưng... Nhưng năm vạn quân mã kia chưa chắc nghe lời, bọn họ sẽ không đáp ứng, lúc ấy triều đình ngự hạ nghiêm ngặt, mỗi tướng lãnh xuất trinh đều sẽ dùng thân nhân của đối phương làm con tin, nếu đại quân lên núi, tin tức truyền về, tất cả nhà sẽ bị xử trảm. Tần Trọng Hải đè thấp giọng nói, nói, ngươi chớ hoảng sợ, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Chúng ta chỉ cần ngươi nghĩ cách kéo dài, hoãn trụ cục diện khiến đại quân triều đình trong 7 ngày không phát binh tấn công núi. Sau chính biến Bắc Kinh, nhân tâm hoảng sợ, thiên hạ phong vũ phiêu diêu tình thế liền có chuyển cơ. Giang Dực dù sao cũng là bào đệ của Giang Sung, đầu óc linh hoạt, suy nghĩ một lúc liền đã hiểu ra, liền nói ngay, ý của ngươi là. Ngươi phải đợi sau chính biến Bắc Kinh, sẽ nhân cơ hội thu hàng năm vạn binh mã của Tài Hạ. Tần Trọng Hải nhàn nhạt nói, không phải năm vạn binh mã của ngươi, ta muốn toàn bộ 30 vạn nhân mã của các ngươi. Giang Dực chấn động, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn thấy tần trọng Hài mở rộng miệng sư tử còn muốn nuốt chừng thiên địa chỉ quan và thanh y tú sĩ nhìn nhau cả hai đều khẽ gật đầu thạch cương ngồi xổm tới nhìn chằm chằm giang rực lạnh lùng nói Người nhìn cũng không ngu ngốc hiểu được dụng ý của chúng ta không giang rực cười khổ chính biên bắc kinh lại tiếp tục hoàng đế cũ mới thay phiên nhau thiên hạ quân mã định thành ruồi nhặng không đầu đến lúc đó ủng hộ cụ đế chuyển đầu tân hoàng, từng ngọn cỏ sẽ loạn trong gió, không biết có bao nhiêu tiết mục vô sỉ chờ trình diễn. Thừa dịp quốc gia đại loạn, Tân Trọng Hải lấy lợi thế, nhất định có thể nhất cử khống chế rất nhiều bộ chúng, đến lúc đó thực lực của nộ thương há chỉ có tăng lên gấp đôi, chỉ sợ còn có thể cùng triều đình phân tranh cao thấp. Thanh y tu sĩ nhàn nhạt nói, Giang Đế Đốc, nếu triều đình đã nhiều ngày toàn lực tiến công, nộ thương Sơn cho dù đắc thắng, nguyên khí cũng tổn hại nghiêm trọng, đến lúc đó chúng ta hai bên lưỡng bại câu thương, ngồi chờ cường địch tới thu thập tàn cục, các hạ không những muốn chết không có chỗ chôn chỉ sợ liền lệnh chất thám hoa lang cũng sẽ tòi mạng. Vậy tại sao phải bận tâm? Giang Dực biết rõ điểm này, trong 10 lộ quân mã này, chỉ có Giang Gia không liên quan đến võ anh, cũng khó trách hào kiệt nộ thương đặc biệt tìm tới chính mình, nguyên lai đó là muốn hắn nguyện trung thành quy phục cũng tiện dễ dàng nội ứng ngoại hợp. Hắn nuốt nước miếng, uống cạn chén trà trước mặt, thở hổn hển, "Các ngươi, các ngươi muốn ta kéo dài 7 ngày không phát binh, việc này có điểm khó xử, thật không dám giấu diếm, tại hạ hiện giờ không có quyền binh, trong soái danh khó nói được vài lời." Tiếng chưa tắt, chỉ nghe Tần Trọng hài hắc hắc cười lạnh, hắn giơ bàn tay lên trời, nhẹ nhàng vẫy vẫy, thấy một ấn thạch nhảy lên nhảy xuống trong lòng bàn tay hắn, nhìn chữ triện kia, hóa ra chính là chính thống chi bảo khiến hoàng đế đỏ mắt phát cuồng. Giang rực há to miệng, lẩm bẩm ngươi, ngươi muốn đem ngọc tỷ giao cho ta. Tần Trọng Hải cười nói, ngọc tỷ bất quá là khối đá chết, chỉ có những kẻ ngốc mới giữ chặt nó trong tay. Vật điểm xấu gây họa bậc này, ta giữ lại làm gì? Giang rực vui mừng qua đỗi, chuyến này xuất trinh, một nửa là vì chính thống chi bảo. Tâm tư của chúng tướng đều là đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ, chỉ cần có thể đem đồ vật đưa vào xoáy doanh, lập được kỳ công thì có đánh nộ thương hau không không quan trọng. Hắn khẽ gật đầu nói, có ngọc tỷ, việc này nói đến thành một nửa. Mọi người ngạc nhiên nói, thành một nửa, giang rực trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, muốn bám trụ quân mã triều đình, còn có chút khó khăn, không biết các vị có thể giúp được gì không? thành y tú sĩ nhàn nhạt nói nếu có thể làm được, nhất định làm theo. Giang rực khụ một tiếng, nói, mấy ngày trước có một nam tử dâu ngắn tay cầm ngọc tỷ ôm trẻ con gia nhập nộ thương. Việc này hai gã cao ra tận mắt nhìn thấy, bây giờ tin tức đã chuyển đi. Ta hỏi qua Hồ Mị Nhi, nàng ta cũng nói xác thực có việc này. Chư vị, đứa trẻ mới sinh kia có phải là tiểu công tử của Liễu Ngang Thiên không? Biểu cảm của mọi người hơi thay đổi, nhưng không có ai đáp lại một lúc lâu sau, Tân Trọng Hải lành lạnh nói, ngươi có chuyện nói thẳng. Giang Dực nói, Hoàng thượng lòng nghi ngờ Liễu Ngang Thiên làm chuyện không hợp pháp, sớm đã hạ chỉ truy nã Liễu gia mãn môn. Trường Tử Vân Phong bị bắt, vài nữ nhi cũng bị bắt giam, nhưng chỉ có đứa nhỏ nhất bị mất tích, không tìm thấy thi thể nào ở sông Vĩnh Định Tần Trọng Hải toàn thân rét run, lập tức lấy tay che mặt, cắn răng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Giang Dực thấp giọng nói, bắc kinh truyền đến chỉ dụ muốn chúng ta bắt giữ sư nhiệt liễu ra. lời vừa nói ra giống như ngũ lôi đánh vào đầu khiến mọi người im lặng giang dực lại nói chư vị muốn kéo dài cục diện thì phải giao người cho ta đứa trẻ mới sinh và nam tử kia khụ khụ đều cần hắn thấy tần trọng hải nghiến răng nghiến lợi ánh mắt cực thấy hung bảo vội nói việc này có khó xử sao thanh y tú sĩ chỉ quan và Thạch Cương nhìn nhau, ba người đồng thanh thở dài, trong khi đó Tần Trọng Hải lại ngẩn ngơ không nói nên lời. Chỉ quán ưu thước đến nay thận trọng, vội hỏi nói, đợi chút, người đã tra ra thân phận của nam tử dâu mắn chưa? Giang Dực lắc đầu nói, vẫn chưa, Hồ Mị Nhi nói nàng ta không nhận ra người nọ. Có thể là Thạch Bằng, có thể là Hoàng Ứng, có thể là Lư Vân. Mọi người nghe được lời này, nhiều ít định ra, nghĩ đến sự tình còn có thể thay đổi. Giang Dực thấy mọi người sắc mặt xanh mét, vội nói, rốt cuộc như thế nào? Các người có thể giao người ra không? Thành y tú sĩ vỗ đầu vai Giang Dực, thấp giọng nói, người cho chúng ta thời gian một ngày một đêm, đêm mai thời điểm này, chúng ta sẽ đưa tới ba thứ. Giang Dực gật đầu nói, vậy cũng được. Các người phải nhanh lên. Đã nhiều ngày tên khốn Trần La Sơn kia thúc giục khẩn cấp, muốn ta sai người tấn công. Tối nay ta suýt chút nữa đã đánh nhau với hắn. Khi giang dực còn lải nhải, tần trọng hải đã quay người bỏ đi, thân pháp thật nhanh, chỉ nhẹ mở cửa doanh trại, rồi biến mất trong bóng tối, xem hắn thân pháp như thế, không thẹn danh trong trăm vạn quân lấy được thủ cấp thượng tướng, thật sự là khí thế hùng hồ. Chương 4 cùng uống rượu, hồi 3. Kết thúc chương 4 lại nói đêm đó đám người ngôn nhị nương đêm tối đưa Lưu Vân lên núi, còn chưa qua cổng trào, Lưu Vân liền đã hôn mê, mọi người đều giật mình, vội vàng trần đoán vết thương cho hắn, mới biết Lưu Vân sớm đã bị trúng hai trường của tát ma, trên người bị nội thương, hơn nữa hắn mấy ngày liền bôn ba, chịu đủ sợ hãi nên thân thể tiều tuy. Lúc này y thuật đệ nhất thanh y tú sĩ còn ở trên đường, mọi người tìm mấy vị thuốc trị thương thông thường, cho Lưu Vân ăn uống sau đó đưa hắn vào phòng cho khách để hắn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, đã là ngày 14 tháng 9, Lưu Vân đã mở mắt trước bình minh, khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy thần thanh khí sàng. Trên người hắn tuy có vết thương nhẹ nhưng sau khi ngủ ngon một đêm, thể lực đã hồi phục không ít. Dương mắt nhìn lại, thấy mặt bàn được phủ đầy sáp nến, ánh sáng lung linh, dù mới sáng sớm nhưng mọn nến vẫn chưa tắt. Trên bàn còn có mấy món điểm tâm, nghĩ đến người nộ thương sợ hắn ban đêm bụng đói lúc này mới dụng tâm chuẩn bị lư vân khẽ mỉm cười thầm nghĩ mọi người đều đối xử với mình khách khí như thế lại coi ta như người ngoài rồi hắn bước đến bàn thổi tắt nến lấy áo khoác ngoài chậm rãi mặc vào lục cô chiêm là ân nhân thụ nghiệp tần trọng hải là bạn tốt chi giao lư vân lúc này lòng đầy suy tư chỉ muốn nói chuyện với cố nhân nhưng bây giờ vẫn còn sáng sớm bọn họ có lẽ còn chưa dậy hắn mẩn ngơ ngồi xuống thấy tay nải và trường kiếm của mình được đặt trên bàn lập tức duỗi tay cởi bỏ tay nải mở ra tay nải thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cuốn sách cổ không chữ cuốn sách này từ kinh thành đến nộ thương lại trước sau không rõ lai lịch lưu vân ngáp một cái lật qua lật lại đột nhiên nhìn thấy những trang sách màu xanh lục trên đó dường như có một số chữ đồ họa hiện lên lưu vân cảm thấy hơi kinh ngạc vội vàng xoa mắt lại nhìn, lân quang kia đã biến mất, tranh sách lại như bình thường, vẫn là bộ dáng vô tự thiên thư. Lúc này tâm phiền ý loạn, tuy nói sách vở có chút cổ quái, lại cũng vô tâm tư để ý tới nhiều, hắn đem quyển sách nhét trở lại, đang định lấy ngân phiếu ra, bỗng nhiên một sợi tóc dài từ trong bao quần áo rơi xuống, Lưu Vân ngơ ngác nhặt lên nhìn, sợi tóc mềm mại mượt mà, là tóc đẹp của cố thiến Huê. Lưu Vân khẽ vuốt tóc đẹp, khóe mắt đã rưng rưng. Hai người biệt ly đã gần đến một tháng, không biết giai nhân bình yên vô sự hay không, hắn nhẹ nhàng hôn sợi tóc kia, cảm thấy trên tóc có một mùi hương thoang thoảng, chính là mùi thơm trên cơ thể cố thiến hề. Từ Dương Châu đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đến Trường Châu, hai người yêu nhau sâu đậm. Lư Vân nhịn không được nữa, nghĩ đến những ngày đau khổ vừa qua, nước mắt từng giọt rơi xuống hắn cúi đầu khóc hồi lâu, lập tức xé rách vỏ gối, bỏ sợi tóc kia vào một miếng vải rồi bỏ vào túi, một mình lưu lạc tha hương, không biết khi nào mới có thể trở về Bắc Kinh, chỉ có sợi tóc này ẩn chứa hồi ức vô hạn. Lư Vân lau nước mắt, lại lục soát tay nải một lần nữa, lần này lại không tìm thấy ấn thạch kia, Lưu Vân thở dài, không biết truyền quốc ngọc tỷ đã rơi ở đâu. Hắn đứng dậy, tìm kiếm trên giường và mặt đất nhiều lần, rũ chân ra nhìn, nhưng tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy dấu vết của ngọc tỷ lư vân lòng tràn đầy kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ lúc ta và tát ma chiến đấu kịch liệt vô ý đánh rơi thứ này sao hồi tưởng tình cảnh khi đó chính mình rõ ràng sống chết ôm lấy ngọc tỷ mới dẫn đám người cao gia và hồ mị nhi đuổi theo làm sao có thể đột nhiên biến mất hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu muốn tìm đám người tiểu lữ bố và ngôn nhị nương hỏi cho rõ lập tức đi về phía cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Tay hắn vừa chạm vào cửa, liền nghe ngoài cửa vang lên một tiếng huyết sáo, chợt có người vỗ tay hô ứng, khắp nơi lại có mười mấy chạm gác. Lư Vân trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, có người phát ra ám hiệu. Trên núi có ngoại địch xâm nhập sao? Hắn có chút kinh hoàng, đang muốn lao ra cửa, đúng lúc này, bỗng nhiên một người mở cửa tiến vào, suýt nữa đụng phải hắn, người nọ dáng người ục ịch, lại là kim mau quy đào thanh. Lúc này hãy còn sáng sớm, đào thanh mặc quân trang, thấy hắn khom người nói, chi châu đứng dậy. Tối hôm qua ngủ ngon không? Lư Vân thấy cố nhân, thoáng buông tâm sự, liền hỏi nói, tần tướng quân đâu? Hắn đã dậy chưa? Đào Thanh khom người đáp lời, nói, tướng quân công vụ bận rộn, đã đặc biệt sắp xếp yến tiệc chiêu đãi Lư Đại Nhân tối nay, đêm nay chúng ta sẽ đoàn tụ. Lư Vân nghe hắn nói chuyện khách khí, tất cả đều là văn chương quan trường, nhịn không được nhíu mày. Hắn ừ một tiếng, lại hỏi, lục ra đâu? Đào Thanh khom người nói, lục ra tối hôm qua đi ngủ muộn, nói với ta rằng yến hội đêm nay sẽ uống với ngài ngàn chén, không say không về. Lư Vân mới gặp lục cô chiêm tối qua, chỉ là lúc ấy quá mỏi mệt chưa kịp nói chuyện, hắn ừ một tiếng, không tỏ ý kiến, lại hỏi, hải tử ta mang đến đâu? bây giờ ai chăm sóc nó đào thanh khom người nói đại tỷ ta thực yêu thích đứa nhỏ này đêm qua đưa nó về phòng ngủ chốc lát chi châu đại nhân ăn sáng xong chúng ta có thể cùng đến gặp mặt lư vân trong lòng an tâm một chút nghĩ đến ngọc tỷ kia chắc là ở chỗ ngôn nhị nương chính mình cũng không cần hỏi nhiều ngược lại có vẻ keo kiệt đang suy nghĩ đào thanh từ ngoài cửa bưng chén bát vào nhìn thấy một nồi cháo loãng to cùng mấy chiếc màn thầu và dưa chua Lưu Vân ngồi xuống ăn, hỏi, chúng ta cùng ăn đi. Đảo Thanh đáp ứng một tiếng, lấy một cái bát trống, bắt đầu chậm rãi ăn, hắn cúi đầu ăn, cũng không cùng Lưu Vân nói chuyện. Hai người đang im lặng ăn, chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng quát tháo, thanh âm kia kinh tâm động phách, đi qua nơi nào bàn chén cũng khẽ chấn động. Lưu Vân đặt đũa xuống, cả kinh nói, đây, đây là âm thanh gì? Đảo Thanh thấp giọng nói, đây là hai vị giáo đầu lý thiết sam và hách chấn tương của bồn sơn huấn luyện viên sĩ tốt chúng quân sĩ khi chấn hưng giơ chân đạp đất mới tạo ra tiếng vang lớn như thế lư vân kinh nghi bất định tiếng vang kia thực sự thật lớn nếu vô số vạn người đồng thanh hét lên sẽ không bao giờ dung chuyển bát đĩa hắn nhai màn thầu có chốt ăn mà không biết mùi vị gì lại nói quý sơn hiện nay có bao nhiêu quân mã hắn hỏi một lần đào thanh lại chỉ ngửa đầu ăn cháo không nói gì Lưu Vân không chút nào thả lỏng, lập tức hỏi lại một lần. Lại thấy Đào Thanh lấy khăn lau khóe miệng, cúi đầu nói, tiểu nhân không thuộc quân bộ, thứ tại hạ không biết, nghĩ đến có mấy vạn, mấy chục vạn. Từ mấy vạn đến mấy chục vạn, cái này cũng quá qua loa rồi. Lưu Vân phỏng đoán hắn nếu không phải không biết, là vẫn có kiêng kỵ với thân phận triều đình của mình, lúc này mới không muốn nói rõ. Hắn cũng không hỏi nhiều, vội vàng ăn xong màn thầu, nói, làm phiền đào huynh, tại hạ muốn đi xem hài tử. Lần này đào thanh vui vẻ đồng ý, hắn dọn bát đĩa rồi dẫn Lưu Vân đi. Hai người vẫn chưa đi trên đường qua đại điện mà chỉ đi dọc theo con đường mòn, đi vào từ phía sau núi, chợt nghe ầm ầm vang lớn, cực xa dưới chân núi lại truyền đến sóng âm, Lưu Vân vội vàng ló đầu nhìn từ bụi cây, nhìn khung cảnh phía dưới chân núi, bất giác kinh hãi. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, ánh nắng chiếu giỏi có thể nhìn thấy hàng ngàn cái đầu di chuyển dưới chân núi không biết có bao nhiêu doanh trại nhân mã soái kỳ ở giữa treo cao thống soái tướng lánh lại là hoàng đế khâm sai tiên phong binh mã lại là đại quân đóng giữ ngọc môn quan binh mã nộ thương canh giữ sườn núi cách hàng rào hiểm yếu bố trí cung tiễn bẫy dập lúc nào cũng đề phòng hai bên tuy còn chưa khai chiến nhưng tình thế đã vô cùng khẩn cấp lư vân đứng đó rất lâu ngày ấy hắn lên núi là lúc, chân núi vẫn trống trải một mảnh, sao bây giờ lại có quan binh vây quanh. Nhìn từ xa, dường như vẫn còn vô số quân lính đang đến. Hắn lòng tràn đầy kinh nghi, hoảng nói, đây là có chuyện gì? Vì sao có rất nhiều quân mã? Đào Thanh Đạm Đạm nói, đây là sĩ tốt bồn sơn giả làm triều đình bộ chúng, luyện tập giao chiến lẫn nhau, chi châu đại nhân chớ có nghi ngờ. Lư Vân thấy đào thanh thần thái thong dong, mảy may không hoảng hốt, dường như thực sự có việc này, hắn lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân núi mã bộ binh tam quân đã bắt đầu liệt trận, từng chiếc xe lớn trong trại chậm rãi tiến về phía trước, pháo trăm cân, thần võ pháo hiện thân chiến trận, Lưu Vân không khỏi kinh ngạc, run giọng nói, người nói bầy. Này rõ ràng là binh mã của triều đình, hắn trong lòng đã cảm thấy hoảng sợ, lo sợ nghi hoặc, vội nói, tần tướng quân đâu hắn ở đâu? đạo thanh khụ một tiếng nói lư đại nhân chớ có lòng nghi ngờ pháo này do quân sư bổn sơn chế tạo đường tiên sinh am hiểu khi giới âu dương dũng huynh đệ tinh thục đúc rèn bổn sơn tạo ra hỏa khí không thua với tây vực nam dương đại nhân trong chốc lát không ngại chứng kiến một phen phối hợp kỵ binh bước quân sung phong thủ sơn bày trận còn có kỳ hiệu lư vân nghe hắn nói lưu loát một câu chuyện dài Dường như nếu có chuyện lạ, lại không biết thật giả như thế nào, hắn đưa mắt nhìn về phía chân núi, trong lòng vẫn cảm thấy phiền não. Những hỏa khí này nếu thực sự được Triều Đình mang đến để tấn công Sơn trại, hai quan đóng quân Ngọc Môn và Gia Dục chắc chắn đã được điều động ra ngoài, chỉ là thiếu Lâm đại chiến qua đi, Triều Đình tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương, phải nên là nghỉ ngơi lấy lại sức, làm sao tái khởi chiến sự? Huống chi triều đình nếu đem toàn bộ binh mã biên phòng điều ra nội chiến, chẳng lẽ không sợ người man di chợt sinh sự sao? Lư Vân suy đoán không ra, liên tục hỏi Đào Thanh, nhưng người này miệng đầy tiếng phổ thông, chỉ làm hắn đầy bụng nỗi băn khoăn, càng thêm không bắt được trọng điểm. Đi tới sau núi, nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà lợp ngói san sát, tuy ở trong sơn trại nhưng bố cục vẫn giống như gia hộ bình thường, Đào Thanh mỉm cười cúi đầu nói, Lư Đại Nhân, hài tử ở phòng trong, thỉnh ngài qua đi. Lư Vân nghe thấy những tiếng cười phát ra từ một ngôi nhà, nghĩ rằng môn nhị nương đang ở trong đó, vội vàng ba bước làm hai, lập tức bước vào trong phòng. Đào Thanh lại đứng yên tại chỗ không đi theo. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy có người kêu lên đau đớn, hoảng sợ nói, các ngươi đừng keo kiệt, để lão tử chơi với hài tử được không? Thanh âm kia thô giáp, nghe tới phảng phất tiếng quả đen kêu, Lưu Vân nhìn kỹ hơn, thấy người trước mặt đầy dâu, có vẻ ngoài hung dữ, chính là cửu mệnh phong tử. Lư Vân và Thường Tuyết Hân cùng bị giam trong nhà Lao Sơn Đông năm đó, từng có tình bạn trong hoạn nạn. Tên dâu sồm này từ trước đến nay luôn vui vẻ làm những trò nghịch ngợm, chưa từng có lòng dạ tâm cơ, cử chỉ lời nói việc làm đủ loại vô lại thô bạo, e còn hơn tần trọng hài. Lư Vân vừa thấy người này, trong lòng vui mừng khó nói, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có mấy người khác, trong đó có một người mặt đẹp đang nắm lấy tay thường tuyết hận, đúng là ngôn nhị nương, còn có ba phiên nữ dung mạo diễm lệ, vây quanh trẻ mới sinh cười đùa. Nhìn đứa nhỏ mới sinh này nhắm mắt ngủ say, diện mạo nghiễm nhiên, đầu lại nằm trong vòng tay của phiên nữ mỹ mạo, mấy phiên nữ mồm năm miệng mười, thay phiên trêu đùa, tưởng rằng đứa bé này sẽ gặp nhiều may mắn, nghĩ đến đứa trẻ này hồng phúc tề thiên tuổi còn nhỏ đã được hưởng diễm phúc nhân gian. Đào Thanh ở ngoài phòng gõ cửa, thấp giọng liền nói, đại tỷ, Lư Đại Nhân tới gặp hài tử. Lư Vân còn chưa nói, trung nữ vừa thấy cha tới, sôi nổi nói chuyện, tiến lại gần hỏi, đứa nhỏ này là ngươi sinh, hắn tên gọi là gì, hắn ngày thường ăn cái gì. Hắn không giống ngươi, nương của hắn đen lắm sao, nói chuyện liên hồi, phiên hán song ngữ bay ra, xen lẫn tiếng cười phóng túng của thường tuyết hận và tiếng mắng mỏ tức giận của ngôn nhị nương, làm Lưu Vân luống cuống tay chân. Hắn vốn định hỏi thăm quân tình dưới chân núi, nào biết lại trở thành mục tiêu của mọi người, lập tức lùi lại một bước, vội vàng nói, từng người một. Các ngươi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Một phiên nữ trên mặt ửng đỏ, nghe nàng dùng tiếng hán hỏi, mọi người đều yêu thích đứa trẻ này, nhưng không biết xưng hô nhũ danh của nó như thế nào, Lưu Vân đang muốn trả lời, bỗng nghe Thường Tuyết Hận cười ha ha, dành trước nói, sưng hô cái gì. Nghe lão tử gọi nó, lập tức duỗi ngón tay ra chọc giữa tã lót, thô thanh nói, huynh đệ. Còn mẹ nó bú sữa. Đứa bé đang ngủ say trong vòng tay của một phiên nữ, vô cớ bị Thường Tuyết Hận chọc một cái, nhưng cũng không khóc, chỉ a à a à kêu gọi, mở bừng mắt, nghĩ đến thật muốn bú sữa, đang định mở ra cái miệng nhỏ bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đen đầy lông lá đến gần, cười nói, huynh đệ, tỉnh rồi sao? Nào, ra dạy ngươi nói tiếng người, chữ thứ nhất. Thoáng chốc miệng hổ mở rộng, cả giận, thao. Thao nghĩa là làm làm ở đây là làm tình. Đứa bé ngơ ngác nhìn thường tuyết hận, bỗng nhiên cái miệng nhỏ bẹp một cái, bật khóc lớn lên. Ngôn nhị nương tức giận nói, quỷ chán ghét. Tránh ra chút, chúng phiên nữ cũng cực phẫn nộ, giờ nắm đấm lên liên tục đánh hắn. Thường tuyết hận chạy vắt giò lên cổ, hoảng loạn né tránh, buồn bã nói, khi ta còn nhỏ ở sơn trải, chữ đầu tiên học được chính là chữ thao này. Các ngươi nếu không thích, ta sẽ dạy câu thứ hai, nói lẻn đến bên cạnh đứa trẻ, cười nói, cạn. Chữ chén còn chưa nói ra, đứa trẻ đã hoa hoa khóc lớn, chúng nữ nhân liên tiếp đánh đá, thường tuyết hận chỉ có thể trốn đến sau lưng Lưu Vân chúng nữ nhân nghe đứa trẻ mới sinh khóc đến thê thảm đều vội vàng dỗ dành nhưng đều không có tác dụng lư vân thấy các nàng tay chân vụng về đong đưa lúc lắc đứa trẻ dung đến xương cốt nhỏ gần như vỡ ra nam thô bảo nữ vụng về lư vân cười khổ than nhẹ lắc đầu nói nào đưa đứa bé cho ta một phiên nữ vội vàng đưa đứa bé qua nói cũng kỳ quái lư vân ôm đứa bé vào trong lòng ngực vỗ nhẹ vào lưng bên tai nói nhỏ vài câu, đứa bé lập tức ngừng khóc. chúng phiên nữ thấy thế đều khen ngợi. ngôn nhị nương một bên nhìn mỉm cười nói, đứa nhỏ này thật bám ngươi. tối hôm qua nó không thấy ngươi, khóc hồi lâu mới ngủ. khuôn mặt tuấn tú của lưu vân đỏ lên. hắn nhỏ hơn 4 năm tuổi so với ngôn nhị nương, giống như gặp đại tỷ. hắn nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ, mỉm cười nói, đứa nhỏ này kỳ thật không khóc nhiều, cũng không biết sợ hãi, là một đứa trẻ ngoan ngoãn đứa trẻ được khen ngợi, đột nhiên bật cười, dường như đã có thể nghe hiểu tiếng người. Lư Vân nhìn thấy trên mặt mấy phiên nữ đều có vẻ ghen tị, hắn đoán bọn họ đều là anh hùng, không cần học cũng có thể chiến đấu. Nhưng nếu phải chăm sóc trẻ sơ sinh thì e rằng chưa bằng được một nam tử như mình. Hắn mỉm cười nói, các người cũng học ôm nó, nhớ rõ nhẹ nhàng chút, tay trái nâng mông, đừng dùng sức áp nách nó. Lư Vân nam đó tùy quân Tây Trinh, từng học phiên ngữ ở chỗ nhạc vũ sinh lời này là hắn nói bằng hồi ngữ chúng phiên nữ nghe hắn đáp lời lưu loát đều vừa mừng vừa sợ thấy lưu vân diện mạo anh đính với bộ râu ngắn trên mặt giống như dáng vẻ của nam nhi hồi cương các phiên nữ ghé tai thì thầm với nhau khóe mắt thỉnh thoảng nhìn lưu vân khóe miệng đều mang theo nụ cười ninh ninh hãn là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người thông minh nhất nàng thông hiểu hán ngữ liền bộ dáng học cô nương trung nguyên hành lễ hướng Lưu Vân nói, vị ca ca này, người từng đi qua hồi cương sao. Lưu Vân thấy nàng tư dung vũ mị, cũng mỉm cười đáp lại nói, đã từng đến thiếp mộc nhị hãn quốc, không biết tể tướng quý quốc gần đây thế nào. Hai người lại nói lời này bằng hán ngữ, ninh ninh hãn đang muốn trả lời, bỗng nghe thường tuyết hận gầm lên một tiếng, quát, tốt cây rắm. A à, nương ngươi là hiếm lạ nhất, hắn cả ngày ăn không mồi rồi, sớm đã có tình ý với mấy phiên nữ, vừa thấy Lưu Vân gió thu cuốn hết lá vàng, lớn nhỏ đều chiếm hết. Ai đến cũng không cự tuyệt, trong lòng ghen tuông bạo sinh, lập tức kéo cánh tay ngọc của Ninh Ninh hãn, miệng cảnh cáo nói, mọi người chú ý. Lão Bạch Kiểm này sớm đã có lão bà rồi, không phải thứ tốt gì, tiểu nha đầu các ngươi đừng để bị hắn lừa gạt. Ninh Ninh hãn không để ý tới hắn, ngược lại nhẹ nhàng gót sen, né tránh thường tuyết hận, vẫn muốn nói chuyện đối diện với Lưu Vân. Thường tuyết hận thật sự rất tức giận, lập tức lao tới, giang hai tay, đứng giữa hai người, hét lên, ngươi không nghe thấy sao. Hắn có lão bà rồi. Ninh ninh hãn chớp chớp hàng mi dài, thở dài, nam nhi hồi cương tuân theo lời dạy của kinh Koran, có thể cưới bốn người vợ xinh đẹp. Vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Vân, mặt dần đỏ bừng. Thường tuyết hận tức giận nói, cây rắm. Tên khốn kiếp họ lư này rõ ràng là người Trung Quốc. Hắn biến thành phiên cầu hồi cương khi nào vậy? Ninh ninh hãn ngẩng đầu nhìn mây, thấp giọng nói, hắn trên mặt có dâu quai nón, dáng vẻ uy nghiêm oai hùng, giống như một anh hùng đã trở về bộ tộc của mình. Thường tuyết hận nắm lấy bộ dâu rối bù của mình, hét to nói, dâu của lão tử dài hơn hắn gấp 10 lần. Người sao không nghĩ ra là một anh hùng? Ninh ninh hãn khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, dâu chuột không phải là dâu hổ, có mọc hay không cũng không khác gì. Thường tuyết hận vừa bi vừa hận, đột nhiên khóc lớn, kêu lên, các ngươi đều bắt nạt ta. Ta hận, Lư Vân và môn nhị nương thấy vẻ điên cuồng của hắn, đều không khỏi bật cười, ba hồi nữ cũng cười lớn. Liền vào lúc này, chợt nghe cửa phòng mở ra, một người bước vào, chính là hỏa nhãn toan nghe giải thao. Giải thao vừa bước vào cửa, Ba hồi nữ đồng thanh kêu gọi, giải đại ca. Mặc dù cách phát âm của các cô nương có khác nhau nhưng sự dịu dàng và quyến rũ trong lời nói của họ đều giống nhau. Giải thao ôm quyền mỉm cười, đang muốn mở miệng, chợt thấy thường tuyết hận khóc đến kêu trời hét đất, hét lên, lão tử giết ngươi. Hắn tung lấy giải thao, đánh bừa để chút giận. Một lúc sau, thường tuyết thuận bật khóc rời đi, giải thao rõ ràng trở nên rất nhếch nhác, ngay cả khăn trùm đầu cũng bị xé bỏ, hắn khụ sau một lúc lâu, cười gượng hai tiếng, chắp tay nói, lư đại nhân, tần tướng quân đang đợi ngài ở trước phong hỏa đài, thỉnh ngài đi qua tâm sự. Trung nữ vừa nghe sơn chủ có mệnh, lập tức im tiếng, ngôn nhị nương khẽ thở dài, nàng quay đi, tự mình dỗ dành đứa trẻ. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lưu Vân, giải thao lập tức giải thích, nộ thương ta chỉ quân nghiêm cần, quân lệnh như núi, chỉ cần là đầu lĩnh gọi đến, thuộc hạ phải tuân theo. Lư Vân đã từng xuất trinh Tây Cương, làm tham mưu cho Tần Trọng Hải, biết rõ cách làm việc của hắn, tất nhiên là không để bụng, lập tức gật đầu mỉm cười, không nhọc giải huynh nhắc nhở, ta sẽ qua ngay. Lư Vân theo giải thao rời đi, nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy đại quân vây núi, liền hỏi nói, giải huynh, quân mã dưới chân núi là như thế nào vậy? Vì sao vây quanh sơn trại, tiếng chưa tất? Giải thao đã mỉm cười khom người, nói, Lư tiên sinh, tần tướng quân đang đợi ở gần đây, tại hạ cáo từ trước. Đối với việc Lư Vân hỏi chuyện lại là một chữ không đáp, liền đã lùi lại rời đi, bộ dáng thật là kính cân. Lư Vân mở mịt há mồm, không biết hắn vì sao đi vội vàng như vậy, trong lúc bối rối, bất ngờ có ai đó đập vào vai mình, Lư Vân chấn động, lập tức nghiêng người về phía trước, chân trái khẽ nâng muốn đá về phía sau dùng lực của cú đá thuận thế lăn về phía trước. Chưa kịp đá chân ra, đã nghe người sau lưng cười lớn nói, dừng lại, dừng lại, người đánh thương lão tử. Lư Vân nghe được giọng giang hoài vang lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên đứng trước mặt là một đại hán cao tám thước, khoanh tay cười nhìn mình, Lư Vân vừa buồn vừa vui, ôm lấy người nọ, hét lên, trọng hài. Tần trọng hải tay trái ôm huynh đệ, tay phải đấm vào bả vai hắn, cười mắng, huynh đệ, mỗi lần gặp ngươi, vẻ mặt ngươi luôn suối quẩy chật vật, khi nào mới phạt đạt đây? Nói từ trong lòng lấy ra một phương ấn thạch, vứt cho Lưu Vân. Đột nhiên nhìn thấy cố nhân, Lưu Vân không biết có bao nhiêu lời muốn nói, nào còn để để ý đến kim tỷ ngọc tỷ, tùy ý nhận lấy, không thèm liếc nhìn lần thứ hai. Tần Trọng Hải cười nói, xin lỗi, tối hôm qua ta nhất thời tò mò đã xem trộm ngọc tỷ này. Lưu Vân mỉm cười nói, còn thích sao? Tần Trọng Hải gãi đầu cào mặt, cười khổ nói, ta không hiểu chữ chuyện phía trên, người nói ta có thích hay không. Thấy Tần Trọng Hải bộ dáng như ngày thường, Lưu Vân hai mắt đỏ hoe, nghĩ đến sự việc của Liễu Ngang Thiên, trong lòng càng chua chát không chịu nổi, thoáng chốc nước mắt lăn xuống, khóc nức nở nói, Trọng Hải, ngươi, ngươi nghe đến việc của Hầu Gia chưa? Tần Trọng Hải nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy tay Lưu Vân, nói, ta đều biết lư vân cắn răng nói mọi việc rõ ràng đều ổn cũng không biết vì sao hoàng thượng bỗng nhiên phái người tới lục soát tìm ngọc tỷ tiếp theo cấm vệ quân liền vây quanh hầu phủ hắn nghĩ đến ngũ định viễn trong ngực cảm thấy một trận đau đớn hắn kìm nước mắt nói trọng hải ngươi có biết vì sao mọc tỷ lại xuất hiện trong nhà hầu gia không tần trọng hải ánh mắt thương hại yên lặng không nói chỉ vỗ nhẹ vào lưng lư vân tỏ ý an ủi lư vân khóc lớn rơi lệ nói là ta, là chính ta đưa nó đến. Đêm đó Diễm Đình nhờ người giao đồ cho ta, muốn ta chuyển cho hầu ra. Trọng Hải, ta ta sợ định viễn cũng có liên quan. Tần Trọng Hải cúi đầu yên lặng nghe, nhưng cũng không phán xét thêm một chữ, chỉ mặc cho Lưu Vân nghẹn ngào rơi lệ qua đến sau một lúc lâu mới nói. Huỳnh đệ, người chớ có tự trách, chuyện này sai không ở ngươi. Hắn vỗ đầu vai Lưu Vân, an ủi hắn một chút, lại nói, toàn bộ chuyện này ngay từ đầu đã là một âm mưu, người cũng vậy, định viễn cũng thế, thậm chí cả hầu gia cũng chỉ là quân cờ của người ta. Hắn kéo theo Lưu Vân đi vài bước, sóng vai đi bên sườn núi, đưa tay chỉ quân mã dưới chân núi, nhàn nhạt nói. Ngay cả những binh mã đó, cũng đều là quân cờ. Lưu Vân lau nước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, lại càng không biết quân mã dưới chân núi có liên quan gì đến chuyện này vội vàng hỏi, quân cờ. Là có ý gì? Tần Trọng Hải cười cười, nói, Lư Huynh Đệ, còn nhớ rõ lời ta nói với ngươi ở Đạt Ma Viện không? Lư Vân trong lòng dùng mình, khi đó chính mình thấy được di thư của thiên tuyệt, Tần Trọng Hải đã nghiêm túc cảnh cáo hắn không được nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai, nếu không thiên hạ Giang Sơn sẽ sớm đổi chủ. Hắn thở dài nói, nhớ rõ, Tần Trọng Hải mỉm cười nói, nhưng sao ngươi vẫn nói ra, đúng không? Lư Vân không lời gì để nói, chỉ có thể gật gật đầu. Tần Trọng Hải đạm đạm cười, nói, ngươi luôn luôn thông minh, đọc thi thư cũng nhiều, đáng tiếc chính là quá mềm lòng, nếu không nhất định sẽ là một quân sư lợi hại. Định viễn cũng như vậy, tuy nói lõi đời lão luyện, nhưng căn cơ hắn không đủ, chữ tàn nhẫn còn thua lão đại một chút, càng không thể so với những người khác. Nói đi nói lại, chỉ có nhìn của ta. Lư Vân không hiểu lý do, tò mò hỏi, so cái gì? So đo với ai? Tần Trọng Hải ngăn hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về vạn dặm giang sơn, cao giọng cười to, huynh đệ đừng phiền não. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, đều sẽ do lão Tần lo liệu. Hắn ánh mắt nhanh nhẹn dũng mãnh, duỗi tay chụp vào quân mã dưới chân núi, quát, xem ta một lần san phẳng nó. Lưu Vân thấy hắn tự tin tràn đầy, nhất thời đại hỷ, Tần Trọng Hải làm việc luôn luôn gọn gàng, trước nay luôn là ái tướng tâm phúc của Liễu Ngang Thiên, nếu có hắn xuất đầu, tất có chiêu thức kỳ diệu chế trụ đại cục, lập tức gật đầu nói, Trọng Hải, nếu ta có thể hữu dụng việc gì, cứ việc phân phó. Tần Trọng Hải gật đầu nói, có lời này của ngươi, bây giờ ta yên tâm nhiều rồi. Hắn nắm tay Lưu Vân, lại cười nói, khó có dịp đến sơn trại ta, ta đưa ngươi đi dạo xung quanh, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tần Trọng Hải biết Lưu Vân mấy ngày qua chịu đủ sợ hãi, không muốn hắn càng thêm ưu phiền, cho nên không nói nữa, đối với cục diện dưới núi càng không nhắc tới. Hai người thuận miệng tán gẫu, nghe hắn nói, huynh đệ, còn nhớ rõ lần trước ngươi tới nộ thương sơn là khi nào không? Lư Vân hơi sừng sốt, thấp giọng nói, là lúc Tây Trinh đi phiên ngoài. Tần Trọng Hải gật đầu mỉm cười, chỉ vào một khoảng hình vuông nói, người nhìn hai chữ kia, biết là ai viết không? Lư Vân theo đầu ngón tay nhìn lại, thấy một chiếc cổng trào thật lớn có viết hai chữ nộ thương. Đây không phải là lần đầu tiên Lư Vân tới nộ thương Sơn, lần trước tới đây chính là hộ giá hòa thân, lúc ấy chính mình vì tìm tần trọng hải đã bất chấp gió tuyết đến tận núi này, cổng trào kia còn sụp xuống đất, giống như một đống đổ nát, nào biết hôm nay lại là cảnh tượng tráng lệ như vậy, nhìn lại quá khứ cảm giác như đã trải qua cả mấy đời người hắn mắt nhìn chữ viết trên cổng trào tán thưởng nói hai chữ này anh khí bừng bừng chính là bút tích của lục gia lư vân thấy tần trọng hải lắc đầu mỉm cười liền nói là bút pháp của thanh y tu sĩ đúng không tần trọng hải cười nói huynh đệ lần này lại sai rồi hai chữ kia là lão tử viết lư vân cảm thấy kinh ngạc tần trọng hải tuy không phải thất học nhưng toàn thân trên dưới không có tài văn chương chứ đừng nói đến việc viết ra được văn tự hùng hồn hữu lực bậc này, lại muốn hắn thành thành thật thật viết ra được hai chữ nộ thương, sợ cũng sẽ viết thành thứ thương, lập tức lắc đầu cười nói, ta không tin, người viết ra hai chữ để ta xem. Quả nhiên tần trọng hải thản nhiên nhặt cành cây lên, khóe mắt còn nhìn lén cổng trào, đang nghĩ cách vẽ lại tương tự, một lúc lâu sau rốt cuộc ném cành cây xuống đất, lại là muốn giấu rốt. Lư Vân lại cười nói, rốt cuộc chữ này là ai viết? Tần Trọng Hải cười gượng nói, thật là lão tử viết. Nhìn thấy vẻ mặt Lưu Vân không tin, Tần Trọng Hải đành phải ho khan một tiếng, nói, là lão tử của lão tử viết, đã hiểu chưa? Lưu Vân chợt nhận ra đây chính là chữ viết của Tần Bá Tiên. Khi đến đỉnh núi, đã cách Phong Hòa Đài không xa, Tần Trọng Hải nhặt một tảng đá lớn kéo Lưu Vân ngồi xuống. Hai người vai sát vai tần trọng hải nhìn về đàn cho cốt trên phong hỏa đài lại cười nói huynh đệ ngươi có biết ngươi và cha ta giống nhau không lư vân nghe được lời này tự nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nói ta cùng lệnh tôn giống nhau chính là bề ngoài giống nhau sao tần trọng hải đỏ mặt lên bình thường nếu lư vân nói lời này chính mình nghe thấy nhất định là cười lớn nếu không thì tại chỗ phun ra năm chữ vàng hét lên ngươi là hạt giống của ta hắn quyết định bỏ qua trong mắt hắn vừa chuyển, cười gượng nói, mụ nội nó, ngươi đừng chiếm tiện nghi của ta, ta là nói tính tình của ngươi, cổ lừa ngu đần kia. Hắn nhìn phía chân trời, lắc đầu nói, thật sự rất giống lão tử ta. Câu chuyện về cuộc đời Tần Bá Tiên, Lưu Vân không hiểu rõ lắm, tự cũng không biết tiếp lời như thế nào, lại càng không biết lời này là khen ngợi hay châm biếm. Lại nghe Tần Trọng Hải nói, Gia Phụ là nhân vật đại anh hùng lợi hại nhưng ông trước sau sống mê mang, ông muốn tạo phản, lại không bỏ xuống được trung nghĩa triều đình, ông trong lòng có thể từ người nhà, nhưng cũng không thể buông bỏ thị phi, con người ông như vậy cả đời chỉ có thể hít thở ở một góc, không thể chống chọi được cục diện. Hắn liếc nhìn Lưu Vân, nhẹ nhàng nói, huynh đệ, ngươi là người thực sự tâm huyết, năm đó tần mẫu lưu lạc giang hồ, ở thành Bắc Kinh không vứt bỏ ta chỉ có một người Lưu Vân ngươi. Ta mong người kiếp này bình bình an an, khoái hoạt vui sướng, cả đời không phải chịu nỗi khổ như cha ta. Lưu Vân nghe hắn thành tâm vì chính mình cầu khẩn, trong lòng không khỏi cảm động, gật đầu liền nói, Trọng Hải, ta cũng mong ngươi đời này đều có thể bình an hỉ nhạc. Tần Trọng Hải cười khổ, kẻ tạo phản, nói gì chuyện bình an. Hắn ánh mắt ảm đạm, trở tay vỗ vỗ cánh tay Lưu Vân, nói, ngươi nếu còn muốn trở lại kinh thành, cùng cố tiểu thư đoàn tụ những ngày tới ngoan ngoãn nghe ta an bài cái gì cũng đừng nghĩ hiểu không lư vân khẽ gật đầu năm đó tần trọng hải nửa đêm xuất binh vì báo thù cho mình mới có công danh sau này bạn tốt trước sau suy nghĩ cho mình chưa từng có nửa điểm tư tâm lư vân cười nói trọng hải lời này của ngươi đáng trách đây là đất của ngươi ta không nghe ngươi còn có thể nghe ai tần trọng hải cười lớn đứng lên nói ta đã nhiều ngày công sự quấn thân, sợ không thể bên cạnh ngươi. người nếu có chuyện gì, cứ đi tìm đào thanh. hai ngày nữa ta sẽ sắp xếp tiệc anh hùng cho ngươi, để các huynh đệ gặp ngươi. mọi người cùng uống một chén. dưới ánh mặt trời, hai người nhìn nhau mỉm cười, giống như lúc ở kinh thành. lư vân nhìn theo bóng lưng của tần trọng hải, trong lòng cảm thấy bình yên. có người bạn tốt trời không sợ, đất không sợ này chống lưng. nghĩ đến dù gặp phải khó khăn gì chính mình đều có thể bình an vượt qua phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn